Có một sự thật là các bộ anime mà chúng ta đang xem ngày nay đã khác xa so với những bộ phim hoạt hình vào thời anh chị hay bố mẹ mình. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất là sự thống trị và bành trướng của thuật ngữ Isekai hay chuyển sinh vào thế giới khác. Một thể loại cực thành công nhưng cũng đầy tranh cãi trong anime đương đại. Ngay từ những năm 80, một số tác giả đã lồng ghép yếu tố chuyển sinh vào anime. Nhưng thể loại này chỉ thực sự trở thành một cơn sốt vào những năm 2010 sau sự xuất hiện của siêu phẩm Sword Art Online. Từ đó đến nay, Isekai đã trở thành thể loại cực kỳ ăn khách, thu hút được phần lớn sự quan tâm của fan anime. Những bộ anime thể loại Isekai hầu như đều khá thành công và thu về lợi nhuận khủng. Tuy nhiên, việc đem lại doanh số cao vô tình khiến Isekai trở thành con gà đẻ trứng vàng và bị các nhà sản xuất lạm dụng, từ đó gây ra vấn nạn anime thể loại Isekai ngày càng tràn lan với đầy những tác phẩm chất lượng thấp. Hai cái tên top đầu của thể loại Isekai, Jijiro và Thất nghiệp chuyển sinh, là hai bộ anime tiêu biểu thu hút được đông đảo sự quan tâm trong ngành công nghiệp anime Nhật Bản. Có thể nói, về độ nổi tiếng hay chất lượng thì Jijiro và Thất nghiệp chuyển sinh khá ngang tài ngang sức. Cả hai bộ đều nổi lên nhiều hoạt họa bắt mắt và cốt truyện hấp dẫn. Jijiro là một bộ anime ra mắt vào năm 2016 và Thất nghiệp chuyển sinh được phát hành 5 năm sau đó vào năm 2021. Hôm nay, Hầm Trú Ẩn sẽ đặt lên bàn cân hai bộ anime được coi là biểu tượng cho thể loại Isekai. Đâu sẽ là bộ phim bạn nên dùng để dụ dỗ thằng bạn mình bước chân vào con đường Isekai? Jijiro bắt đầu lại ở thế giới khác và Mushoku Tensei, Thất nghiệp chuyển sinh. Trước khi vào phân tích, chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng những nhận định trong video là ý kiến chủ quan. Các bạn cũng có thể chia sẻ thêm về quan điểm riêng trong phần comment nhé. Isekai, theo nghĩa đen tiếng Nhật là thế giới khác, là một tiểu thể loại giả tưởng có nội dung chính là một nhân vật được đưa tới một thế giới khác có yếu tố kỳ ảo như trong game, viễn tưởng hay cổ tích. Thể loại này đánh trúng vào tâm lý buồn tẻ, chán nản với cuộc sống hiện tại mờ nhạt và khao khát được thay đổi của đa số độc giả, khiến họ dễ dàng liên hệ với bản thân mình. Để đánh giá về chất lượng của một bộ anime Isekai, ta cần dựa vào 3 yếu tố. 1. Sự logic và hấp dẫn trong việc thiết lập thế giới khác. 2. Cá tính của nhân vật. Và 3. Là nội dung của cốt truyện. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đặt lên bàn cân về world building, cách thiết lập thế giới giả tưởng của Jijiro và Thất nghiệp chuyển sinh. Isekai là thể loại chuyển sinh đến thế giới khác, vậy nên chi tiết về một thế giới viễn tưởng được xây dựng tỉ mỉ và mới mẻ luôn là điểm cộng rất lớn của các anime Isekai. Và Jijiro, theo quan điểm của chúng tớ, đã làm khá tốt điều này. Jijiro kể về Natsuki Subaru, một hikikomori đột nhiên bị đưa đến một thế giới khác trên đường về nhà từ cửa hàng tiện lợi. Sau một lần bị ám sát, Subaru tỉnh dậy và phát hiện ra rằng cậu có được một năng lực là Return by Death, cho phép cậu đảo ngược thời gian bằng cách chết. Sau một loạt những cái chết đau đớn và liên tục hồi sinh, Subaru dần phát hiện ra bí mật về lời nguyền đang ám lên mình và những sự thật về thế giới này. Thế giới trong anime Jijiro mà nhân vật Subaru chuyển sinh đến gồm nhiều vương quốc, thành phố và những vùng đất khác nhau. Mỗi nơi đều sở hữu những quy tắc và lịch sử riêng. Những điểm trọng tâm như Lucnica, vương quốc mà Subaru được triệu hồi tới, hay Roswan Mansion, nơi mà cậu gặp được những nhân vật như Emilia hay cặp sinh đôi Rem và Ram. Tất cả đều mang hơi hướng của kiến trúc trung cổ, được khắc họa một cách sinh động và có màu sắc riêng. Jijiro bao gồm những yếu tố pháp thuật, quái vật và các xung đột giữa những phe phái khác nhau. Về khoản này thì phim chỉ làm ở mức tạm ổn, vì vốn Jijiro được đánh giá cao ở phần cốt truyện hơn là những trận combat máu lửa. Thế giới viễn tưởng của Jijiro không quá sáng tạo về ý tưởng, không có những yếu tố như Titan khổng lồ khát máu trong Attack on Titan hay kho báu huyền thoại cả thế giới săn tìm như trong One Piece, nhưng nó vẫn đáp ứng được cơ bản hình tượng của một thế giới pháp thuật trung cổ, là chất liệu nền thích hợp để từ đó xây dựng hành trình của nhân vật chính Subaru. Đối với Thất nghiệp chuyển sinh, đây là bộ anime có world building khá xuất sắc khi xây dựng một thế giới giả tưởng rất khéo léo và tròn trịa. Câu chuyện kể về Rudeus Grayrat, kiếp trước là một tên otaku 34 tuổi vô công rồi nghề và xa lánh xã hội. Sau khi bị xe tải tông chết, cậu được tái sinh ở dị giới trong thân phận của cậu bé Rudeus. Sau đó, cậu quyết tâm làm lại cuộc đời và muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Cuộc hành trình thú vị của cậu cũng bắt đầu từ đó. Thế giới trong Thất nghiệp chuyển sinh có khởi đầu khá mộc mạc với bối cảnh làng quê yên bình. Song song với đó là sự nhộn nhịp tới từ những khu phố thị sầm uất. Cũng như nhiều những bộ anime Isekai khác, thế giới trung cổ trong Thất nghiệp chuyển sinh được chia thành nhiều vùng đất và vương quốc khác nhau, vốn là bối cảnh quen thuộc trong rất nhiều bộ anime và game khác. Ngoài ra, cách xây dựng và thiết lập các quy luật trong thế giới phép thuật của Thất nghiệp chuyển sinh không quá mới mẻ. Tuy nhiên, phần này mình đánh giá khá cao cho hoạt họa của Studio Bay khi họ đã thành công trong việc xây dựng các cảnh chiến đấu ma thuật, tạo ra những màn trao đổi chiêu thức cực kỳ mãn nhãn, đồng thời đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào. Nếu để so sánh về phần thiết lập bối cảnh dị giới và các yếu tố ma pháp, mình nghĩ cả hai bộ anime đều làm ở mức tròn vai và khéo léo, dù không có gì sáng tạo quá nổi bật. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đi sâu hơn để mổ xẻ về phần cốt truyện và nhân vật của từng tác phẩm. Riêng đối với khía cạnh này, cá nhân mình dành lời khen và tán thưởng cho anime Jijiro hơn một chút. Mình tin rằng các bạn đã quá quen với mô típ men chuyển sinh, có năng lực đặc biệt và gần như là mang aura bất tử. Nhưng ở đây thì khác, Subaru nói thẳng ra là khá phế, là một nhân vật chính nhưng lại không sở hữu bất cứ khả năng chiến đấu nào có thể gây sát thương quá nổi trội. Bù lại, Subaru sở hữu khả năng quay ngược thời gian,
Tuy nhiên, năng lực này chỉ có thể kích hoạt vào khoảnh khắc lìa đời, khiến Subaru trở thành nam chính bị ăn hành nhiều nhất lịch sử anime, thường xuyên bị giết theo nhiều cách khác nhau, trải qua cảm giác thống khổ không biết bao nhiêu lần. Nhưng chính đó là thứ đặc biệt giúp G-Zero vượt lên các bộ anime isekai khác. Với lối xây dựng nhân vật chính không quá mạnh mẽ, để mọi nhân vật đều có đất diễn phô bày khả năng của bản thân. Cá nhân mình rất ấn tượng với cách mà một người bình thường như Subaru nỗ lực đấu tranh, đương đầu với tử thần không biết bao nhiêu lần để xoay chuyển số phận. Dù cái giá phải trả là sự đau đớn, ám ảnh nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Không phải ma vương, vua chúa hay anh hùng gì hết, một người bình thường như thế mới có thể tạo nên sự đồng cảm và ấn tượng sâu sắc với người xem. Chính điều này đã phần nào giúp mạch truyện của G-Zero trở nên hấp dẫn hơn, không bị dập khuôn như những bộ anime isekai khác. Không chỉ là nội dung chất lượng, cách xây dựng nhân vật phức tạp và có chiều sâu của G-Zero cũng là điểm nổi bật. Mỗi nhân vật đều có quá khứ, tính cách và vai trò riêng, từ chàng nít ở thế giới cũ Subaru cho đến các nhân vật phụ như công chúa Emilia xinh đẹp, cặp sinh đôi Ram quyết đoán và Ram si tình, tinh linh Beatrice bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong có phần yếu đuối. Ngoài ra, một trong những yếu tố then chốt và đắt giá nhất trong xây dựng cốt truyện là sự tiến triển trong chấn thương tâm lý của Subaru. Cậu phải trải qua nhiều trải nghiệm đau khổ và chết đi sống lại vô số lần để quay ngược thời gian. Điều này đã tạo nên một sức ép kinh khủng và gây ra những tác động mạnh đến tinh thần của Subaru, buộc cậu phải trưởng thành. Ngoài ra, các nhân vật phụ cũng được tác giả xây dựng rất có chiều sâu. Ví dụ như Emilia và Rem, họ đều có quá khứ đau buồn và đối mặt với nhiều mất mát, vấn đề của riêng mình. Việc trau chuốt tỉ mỉ cho từng nhân vật giúp G-Zero tạo ra cảm giác vô cùng chân thật và gây ấn tượng mạnh với người xem. Về phần thất nghiệp chuyển sinh, đây là tác phẩm bị người xem phản ứng dữ dội, phần lớn là do chế độ đa thê và những thành phim có phần biến thái của Rudeus trong anime. Nhưng tại sao bị chê như thế mà phim vẫn có thể chiếm trệ ngồi trên top đầu anime isekai? Đó chính là nhờ phần cốt truyện vô cùng ấn tượng và cách phát triển tâm lý nhân vật rất tốt. Rudeus Greyrat, một người đàn ông 34 tuổi gặp tai nạn bất ngờ và được tái sinh vào một cơ thể mới chào đời ở thế giới hoàn toàn xa lạ. Rudeus quyết định sử dụng cơ hội này để bắt đầu lại cuộc đời mới. Nghe mô típ thì cũng khá quen thuộc, nhưng điểm đặc biệt của thất nghiệp chuyển sinh là việc tập trung vào sự phát triển tâm lý của nhân vật chính. Mô típ của đại đa số nhân vật chính khi được tái sinh là nhanh chóng sử dụng sức mạnh thiên phú để làm những việc vĩ đại. Rudeus thì không. Cậu bắt đầu một cuộc đời mới như một đứa bé bình thường, bập bẹ học nói để giao tiếp, lẫm chậm những bước đi ra khỏi cửa nhà, rồi cố gắng hòa nhập với xã hội. Nghe thì đơn giản, nhưng với Rudy đó là một thử thách rất lớn, là điều mà trước kia cậu không tài nào thực hiện được. Sau đó là cả một quãng thời gian dài, Rudeus trau dồi kiến thức về ma pháp với sự quyết tâm dùng cơ hội tái sinh hiếm có này để trở thành một người tốt hơn. Đối diện với bản thân dường như sống không có giá trị gì ở kiếp trước, cậu muốn sống một cách ý nghĩa hơn ở thế giới mới. Xuyên suốt season 1, Rudy đã từ từ bồi dưỡng những cảm xúc cho bản thân mình, dù vẫn còn đó chút tính cách của một hikikomori tự ti ở kiếp trước. Nhưng ta không thể phủ nhận sự cố gắng miệt mài không bỏ cuộc, một tinh thần cao cả biết thay đổi bản thân vì tương lai của Rudeus. Theo dõi hành trình thay đổi của Rudy, người xem đồng cảm với những khó khăn cậu gặp phải, và tới lúc những phẩm chất quý giá của cậu dần được bộc lộ như sự yêu thương gia đình, bạn bè, thậm chí là sẵn sàng hy sinh vì người khác. Thực sự rất khó để so sánh việc xây dựng cốt truyện và phát triển nhân vật của G-Zero và thất nghiệp chuyển sinh khi cả hai đều có những điểm nổi bật và đáng khen riêng. Sự quyết tâm không từ bỏ của Subaru hay lòng dũng cảm vượt qua chính nỗi sợ của bản thân như Rudeus. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy G-Zero vẫn sẽ nhỉnh hơn một chút vì sự đầu tư chỉn chu cho cả dàn nhân vật phụ thay vì chỉ quá tập trung cho nhân vật chính như trong thất nghiệp chuyển sinh. Và cuối cùng, chúng ta sẽ nói về phần đồ họa của cả hai bộ. G-Zero với phần art được đảm nhận bởi White Fox Studio từng tạo nên tiếng vang lớn cùng các siêu phẩm thời đại như Stargate hay Akamega Kill. Một phần lý do khiến G-Zero nổi tiếng là nhờ dàn waifu quá xinh đẹp và hút fanboy như Emilia hay Rem. Studio sản xuất thực sự đã biến những nét vẽ đơn giản từ light novel trở thành những nhân vật ấn tượng. Thậm chí từng có cả một cuộc thánh chiến giữa hai fandom Emilia và Rem, điều càng giúp tên tuổi của bộ anime lan rộng. Không chỉ sở hữu dàn nhân vật đẹp, White Fox còn làm rất tốt việc miêu tả cảm xúc của nhân vật qua từng nét vẽ. Ví dụ như phân cảnh cười trong nước mắt này của Subaru, qua từng khung hình ta đều có thể cảm nhận được nỗi đau như giằng xé nội tâm. Về phần thất nghiệp chuyển sinh, có một sự thật nhỏ có thể bạn chưa biết, studio đã tạo ra G-Zero cũng chính là một trong những studio được liên doanh để sản xuất thất nghiệp chuyển sinh. Vậy nên, không quá khó hiểu khi đồ họa của thất nghiệp chuyển sinh lại được đánh giá cao tới vậy. Điểm xuất sắc nhất của studio là khắc họa nên những bối cảnh mang phong cách trung cổ một cách vô cùng rõ rệt. Nhưng thất nghiệp chuyển sinh có một nhược điểm là các nhân vật phụ hay dàn waifu còn chưa có quá nhiều đất diễn. Điểm này cũng là một phần lý do khiến lượng fan cứng của thất nghiệp chuyển sinh còn thấp. Các nhân vật phụ như Sylvie chưa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Thậm chí sư phụ Rossi, cô giáo ma thuật của Rudeus và là một nhân vật tác động khá nhiều tới cốt truyện cũng trở nên khá mờ nhạt và không tạo được tiếng vang. Về phần đồ họa thì ta có thể dễ dàng khẳng định, G-Zero nổi trội hơn thất nghiệp chuyển sinh khá nhiều bởi sự chăm chút tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ hay dàn nhân vật. Và việc nó ra đời trước thất nghiệp chuyển sinh tới nửa thập kỷ đã khẳng định chất lượng animation vượt trội của nhà White Fox. Như đã nói ở đầu video thì đây chỉ là ý kiến chủ quan của chúng tớ. Nếu để so sánh cả hai tác phẩm với mặt bằng chung của thể loại isekai thì cả thất nghiệp chuyển sinh và G-Zero đều ở một mức cao hơn. Nhưng nếu đặt cả hai bộ cạnh nhau thì cá nhân tớ thấy G-Zero sẽ có phần nhỉnh hơn một chút nhờ sự mới mẻ và chăm chút cho từng nhân vật, từng câu chuyện trong phim. Và đó là ý kiến của Hầm Trú Ẩn. Còn mọi người thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment nhé.